À, giờ này là hoàng hôn đã buông xuống rồi. À, 5 giờ chiều rồi cả nhà ơi. Giữa một cái cánh đồng, một cái con đường mà đi vào trong nhà dân đây nè. Nó đẹp làm sao luôn á. Em đi tới đây không cầm được luôn á. Phải lấy máy quay ra quay cho cả nhà mình xem. Thì với cái góc nhìn này á, nó mới mẻ nhưng mà nó sẽ diễn tả được trọn vẹn cái con đường làng quê đẹp và thơ mộng như thế này ha cả nhà. Quá trời quá đất luôn. Dưới đất là những cái cây cỏ mà nó bị vàng úa đó, mùa khô ở thị trấn Cần Giuộc ngày nay đó cả nhà. Ta nói thấy hai con bé nó chạy trên con đường làng quê đó, em đuổi theo em quay quá trời luôn, mà nó tưởng nó là cái gì, nó cứ chạy chạy, ai ngờ nó đuổi vô cái quán á cả nhà. Thế đó thôi em bó tay luôn. Thì cái con đường này nãy giờ mình cũng vòng vòng quèo quèo ở trong xã Thuận Thành của huyện Cần Giuộc nè, khu này khu đồng, trong đây nhà vườn, mà tại sao trong đây nó có một cái quán mà gọi là bán nước là làng quê luôn, đường cùng cũng ít ai vào đang trong đây lắm cả nhà. Tới đây là đường cùng hả bà? Dạ dạ con đi xuống đây nè mà lộn đường rồi. Dạ sâu hả bà? Dạ. Dạ con, dạ, con cảm ơn bà. Ở đây sao nhà thấy người ta đặt quá trời ha. Ta không có ở nữa hả bà? Ừ. Dạ. Thôi con đi nha bà ơi. Rồi cảm ơn bà. Dạ. Một bà ở trong cái hẻm này á, hồi nãy em chạy vào đây thấy đường cùng á, rồi cái bà chỉ bà nói lộn đường rồi phải không? Nghe dễ thương lắm cả nhà, nhiệt tình ha, bà con mình dưới quê nhiệt tình lắm. Mình chạy vào những cái con hẻm này nè, mình làm sao mà cho người ta không có nghi ngờ mình đó cả nhà, như ở này nó lạ, nó làm cái gì đây, nó có giật giọng hay là sao đó, mình làm cho người ta cảm giác an toàn á, thì người ta sẽ cởi mở với mình ha. Cái đó là cái kinh nghiệm của em. Hồi hổm rày em làm YouTube á, em cũng muốn chia sẻ lại một chút kinh nghiệm cho những anh chị mà có cái hướng mà làm YouTube y như em vậy nè, vào sâu thì sâu ở trong đồng quê đó cả nhà. Mình cứ vậy mình làm là không có sợ ai la rầy hết á. Ở đây có nguyên cái đám mạ nó đẹp vô cùng đẹp luôn. Đây có thể là gieo mạ sớm nè, xanh rờn ha cả nhà. Xanh rờn luôn. Trong đây mình vào một cái con hẻm nhà vườn không, nhà vườn ngay như là an dưỡng đó, trồng cây kiểng rồi trồng cái không gian rộng thoáng mát lắm.
em đang chạy trên cái con đường rộng lớn luôn. Con đường này là con đường Mai Văn É, một cái tuyến đường đi ngang ở xã Thuận Thành. Tuyến đường này cũng mới làm gần đây á cả nhà, mà nó rộng lắm nha, nó rộng hơn con đường DH20 ở xã Phước Lâm luôn á, gần đây nè. Mở rộng cái tuyến đường này quá trời quá đất. Khu này là khu nhà của bà con mình trong đồng không à. Đi ngang khu vực ở trong đồng. Hồi nãy mình chạy song 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 về vòng ở khu vực ở phía trên á. Đoạn này nó chưa làm, hơi thấp nè, đây nè. Bây giờ em thấy vòng vòng ở quê mình á, nó mở ra nhiều tuyến đường lắm, mình đi thuận tiện, mình có thể mình đi tắt nhiều hướng lắm. Chị này chị đi xịt thuốc làm đồng về nhà chị ở đây, chị quẹo vô trước có trồng một cái đám rau lan đó. Đây quê bà con mình làm nông rồi chở cát đá như mấy anh mà ở lúc trước em chia sẻ đó cả nhà, nhiều nghề ở đây lắm. Ở phía trước bên bên đây em thấy cái con đường nó đẹp gì đâu luôn á, chạy vào thử xem ha. Ở đây là ấp Tây rồi, ấp Tây xã Thuận Thành, huyện Cần Đước, đường đang đẹp mà nha. Phía trước ha, bà con mình tận dụng trồng xả, trồng vài bụi xả hành và bạc hà rồi đó cả nhà. Khu này em biết đi đâu đây, nhà cửa cũng đông lắm à. Nhà sang sát không ha. Rồi đi sâu thì sâu vào trong nữa nè. Ở đây như ở một cái cụm vậy đó. Cái này quẹo rồi. À, bò một cái cua. Bên đây có đường nữa nè. Đường nhiều quá vậy. Khu vực có lắp camera an ninh. Lần đầu tiên mà em chạy vô đây luôn. Đây có con đường nữa nè. Không biết đi đâu. Sáng sớm nhà dưới quê bà con mình á, đóng cửa không à, chạy yên tâm lắm, khỏi sợ ai nhòm ngó hết. Trong đây cây hoang dại nó mọc không à, tiếng đềm bẹp á, nó kêu nghe cũng hơi. Trời ơi, cái con bò con dê gì nó kêu quá. Thôi, tới đây cái đường hết đường rồi. Ngay đây có cái miếu cả nhà, cuối cùng của cái con đường này luôn. Em nay có duyên tay em cũng xin đánh lễ chư vị ở đây, Phật Quan Âm, Phật Địa Mẫu, Bà Địa Mẫu, Nam Mô A Di Đà Phật. Khu vực ở phía sau cái miếu này đẹp quá. Cảnh một cái con kênh ở đây, người ta giăng lưới bên bển kìa. Ôi bìm bìm à, xa xa thấy con bìm bìm kìa cả nhà, nó đậu lên mấy cái cây á. Con bò này nãy giờ để ý nha, ngay đây có cái chuồng bò á,
làm như nó thấy người lạ vô nó kêu hết cả trời. Nãy giờ nó kêu 2-3 lần rồi đó. Đâu bên đây nè. Cả nhà mình thấy cái bảng cổng chào giáp danh giữa Cần Giuộc, Cần Đước á, ngay chỗ xã Long Hòa nè với lại xã Thuận Thành, một bên là Cần Giuộc, một bên Cần Đước ha. Cái con đường này là con đường Hồ Biểu Chánh nè cả nhà, một cái tuyến đường hình như là mới làm ở đây, nó cặp với bờ kênh á, cũng rất là đẹp luôn. Điểm tiếp theo mình tham quan ở tuyến đường này xem nó như thế nào cả nhà. Bên đây có anh hái rau muống. Hái rau muống gì ăn hả anh? Rau muống này mình ăn có mủ không? Em thấy mấy rau muống đỏ đỏ này hay có mủ không? Dạ. Nó cũng non quá hả anh ha. Mộng đám nhà mình lặt cái nó non dữ lắm. Rồi em đi luôn anh ơi. Vừa vào thấy anh hái rau muống. Rau muống đó em theo em biết là nó mủ không nữa. Cái người ở dưới quê cũng quen rồi, ăn quen rồi. Nghe nói đâu đó cũng trị bệnh đó cả nhà. À, cái con đường này mới làm đẹp quá trời. Cặp với lại con kênh mà nó khô nước rồi. Nói gì nước không ở bên đây. Đây có làm mấy cái cột mà ngăn lại. Đường này mát lắm. Không biết nó đi đâu đây, nó đi cong cong quẹo quẹo vào trong đây. Hồi nãy mình đi cái khu vực ở phía bên kia, những cái con đường mà vào trong cái miếu á cả nhà. Cái chú làm sẵn dữ vậy. Ở dưới quê mà mình chịu khó mình nhìn á, đâu trong những cái lùm bụi cây, bụi rẫy rồi nó hay có những người nông dân làm cặm cụi dưới, mình để ý mới biết. Nhiều khi có những cái kỷ niệm vui với cả nhà. Mình nói chuyện á, mình diễn tả cho cả nhà nghe đó, xong cái bắt đầu lát nhìn lại chú đang ngồi trong lùm nó đang làm cỏ. Khi đó mình nói thiệt, mình mắc cỡ vô cùng luôn á. Tại mình nói chuyện thao thao bất tuyệt mà cái dạng mà không có ai đó cả nhà. Nhiều cái nhìn cũng mắc cười lắm. Cái đó là những cái nghề nghiệp mà em chia sẻ lại cho cả nhà mình tham khảo thôi. Xịt thuốc hả chú? Khu này là khu trồng hoa phượng không? Cả nhà mình có đi trên cái tuyến đường DH19 á, ra cái hướng chợ Rạch Kiến á, cả nhà mình sẽ thấy cái khu vực này. Ngay đây là trường Mẫu giáo Long Hòa nè. Nguyên cái hàng phượng ở đây nó nở mà mùa hè là chạy ngang ai cũng phải ngoái nhìn hết á. Nó đẹp gì đâu luôn. Giờ nó cũng hơi hết mùa rồi đó. Nó nở bớt rồi đó cả nhà. Nó rơi rụng dưới đây quét không nổi luôn. Trong đây em mới phát hiện ra có một cái con đường đi vào trong đây cũng đẹp lắm. Bây giờ mình chạy cái tuyến đường này ha. Đây có khoảng 10-20 cây phượng trồng theo hàng. Hay có dòng cua của một số mộ chôn ở đây nè cả nhà. Cái đường này mình đi ra đường chính, đi ra cái tuyến DH19 ở ngoài. Trường Mẫu giáo Long Hòa ở đây. Buổi chiều chiều đi học thấy cũng dưới học sinh, phụ huynh ở trong đây chạy ra nhiều lắm. Tuyến này là cái tuyến mà đi vào cái khu vực ở phía trong nhưng mà em cũng chưa đi lần nào hết. Khu này thấy đồng trống nè. Bông cỏ lau nó mọc ven dại bên đường. Hàng chi đứng ngoài cái tiếng ngoài đó em cứ nhìn vào trong đây mà thấy bà con mình cứ di chuyển qua lại không biết là trong đây có con đường luôn. Hỏi sao đoạn này đồng ruộng không vậy? Phía kia là một cái tuyến đường nhựa. Ở trong đây nhà đẹp đẹp không á. Ở đây là ấp 4 xã Long Hòa,
Biển là nước. Người ta trồng chuối ven cái con đường nhiều, nhiều cái căn nhà đẹp, đẹp không ở đây. Con đường mình đang di chuyển là con đường mà nó mới làm lại đây á cả nhà. Giờ đường xá ngon lành quá trời ha, chỉ cần có xe hơi thôi chạy tới nơi luôn, tới nhà luôn. Ruộng ở đây em thấy nó phèn dữ lắm luôn cả nhà, nó vàng hè này là mình trồng rẫy không được rồi. Đường mới mà có trang trí đèn đường rồi, ngon lành ha. Tối bà con mình ra đây thông mát giữa những cánh đồng mát mẻ rồi nha. Phía trước là ra cái tuyến đường lớn, ngoài kia thấy xe chạy quá trời đó. Khu này sao nó vui dữ ta. Camera an ninh ở đây cũng nhiều lắm, lắp đặt. Xây dựng hàng rào. Quán cà phê này là mấy chú hay tập trung ở lại uống vui lắm. Thường mấy quán đó là mấy người lớn lớn tuổi không, trẻ nó không phải vô đâu. Rồi mình ra lại cái tuyến đường lớn rồi. Mình che nó mát đỡ, nắng quá nắng. Này chị quen rồi chứ em thấy là em nắng nè. Cái này mình dâu dền hả chị? Chị nhổ xong rồi chị bó luôn hả? Giờ mình bán bó gì luôn hả? Bao nhiêu một bó như vậy chị? 12 bó 40.000. Rau dền này rau dền tím hả? Đỏ. Sao sáng mình không ra mình nhổ sớm á chị? À. Mình bán bình điền, tưởng đâu mình bán ở chợ chứ. Chợ giống đây. Dạ. Dâu dền nó hình như nó có nhiều loại hả chị? À. Còn bên đây là dền gì? Cơm đó hả? Cơm nó xanh lè vậy đó hả? Yeah. Khu này có mình chị làm luôn. Tấm giường này. À. Em thấy giờ nắng quá trời. Hả? Chị quen rồi hả? Nhà chị cũng gần đây hả? À. Dâu dền đỏ và dâu dền cơm mình ăn nó có khác nhau gì không chị? Nó làm sao? Cái dâu dền nào nó ngon hơn? Dâu dền cơm nấu lẩu được. Ừ, này chỉ có canh thôi. À. Canh
Vậy là chơi vô bình cơm là nó có giá hơn ha. Cái này cũng lâu lâu mình mới thu hoạch chứ đâu phải thu hoạch hoài hả chị? Bình thường mình chăm sóc thì nó đỡ cực hơn. Chị quấn ba cái thùng vô ngón tay à, chuẩn bị bó luôn, làm tới đâu bó tới đó. Một nắm như vậy là mình phân nó đều đều hết luôn hả chị? Quen rồi ha. Như vậy là mình bỏ chợ Bình Điền là mấy giờ mình bỏ? Mình nhổ xong mấy giờ mình bỏ? 6 giờ. 6 giờ mình chạy lên trên ha. À, lấy đây ha. À, tưởng đó là chị chở lên trên. Dạ. Cái dòng này còn có miếng nữa hả? Nhổ qua cái dòng rau rình cơm. Ở bên đây nó non quá trời luôn, em thấy non quá trời luôn ha. Cái này mình dùng phân diêm nhiều không? Xịt thuốc rồi đó chị. Xịt thuốc thì tùy theo nó, nó khỏe thì thôi, còn nó bệnh thì mua thuốc bệnh thì mình xịt thôi. Tốt thì thôi, còn nó bệnh thì mua thuốc cho mình xịt bệnh. Một mình chị mà làm hết khu vườn này luôn. Ừ. Ồ. Em thấy rộng lắm à. Ủa, cái rau dền cơm này em thấy chị hình như là cắt gốc hả? Rau dền cơm là mình phải cắt gốc hả? À. Còn đỏ là mình dùng một đợt thôi. Còn rau dền cơm này là mình phải làm 2-3 đợt luôn. Em thấy đây cũng có bông nhiều nè chị ơi. Chưa cắt kịp phải không? Ở trong thấy có cải bể xanh hay cải ngọt gì nữa. Bên đây cái thìa hả? Trời ơi. Cho em vô ha. Ở đây là dòng cải dâu rền đỏ, dâu dình cơm. Dòng này cắt rồi nè cả nhà. Cắt rồi chờ lên đợt nữa mình cắt tiếp, thu hoạch tiếp. Còn bên đây là cải thìa. Đây là chị trồng cải thìa này nha. Cải thìa này nó giống như là cải ngọt đó, đó. Mình đi trên bờ mình không phân biệt được. Khu này rộng quá trời. Hôm về ở đây có cơn mưa nào không chị? À. Rồi chị nhổ hết dòng này rồi. Thôi em đi luôn chị ơi. Rồi cảm ơn chị nhiều nha. À, chúc chị sức khỏe. Nó lộn mấy cái cây rau dình cơm vô luôn ha. Dạ. Dạ. Thôi em đi hả chị ha.